Alo, hôm nay Moan sẽ đi một vòng để thưởng thức cái ẩm thực ở miền Tây tại tỉnh Trà Vinh. Đây là tất cả cô gái miền Tây này bán ẩm thực. Ở trên này gọi là ẩm thực gì khu vực này em nhỉ? Gian hàng ẩm thực. Hôm nay là tại gian hàng ẩm thực trong dịp lễ hội ốc ẩm bóc. Đây là những chị em ở Trà Vinh rất là xinh. Đây là gọi là bánh gì nhỉ? Có nhà bánh xèo ở bánh xèo tại tỉnh Trà Vinh. Đây là tôm nướng. Mẹ bò lên nướng giống như em vậy, đưa lên mạng vậy, em thấy mấy ông kia hỏi dạy cho tóc bán quán em không có đâu. Tôm rất là ngon, tôm to luôn. Hồi tối á ai cũng hỏi á sao cái gian hàng của mình á gái nhiều. Đây là tôm nuôi hay tôm biển? Dạ, tôm sông. Không, tức là mình nuôi ở... Dạ không, này là hải sản thiên nhiên. Rất là ngon. Đây là một cái món bạch tuộc tôm nướng. Rồi, hay em. Dạ. Tươi, sống luôn, đẹp. Tôm nướng với lại bò với lại bạch tuộc nhỉ anh nhỉ? Dạ. Ngon quá trời. Đây, hôm nay là Moan đến với cái ẩm thực của lễ hội ốc ẩm bóc tại tỉnh Trà Vinh. Có hai anh đồng bào đang ăn rất là ngon. Cái kia là bò hay là gì nhỉ chị nhỉ? Nem nướng. Ồ, nem nướng ngon quá nhỉ. Đây em quay để em quảng cáo gian hàng của chị. Bò nướng ngon lắm. Một nướng. Gian hàng hải sản rất là tươi, rất là ngon. Gọi là bánh gì nhờ chị nhỉ? Bánh tráng hả? Cái đặc sản của mình tại đây là cái gì đặc trưng? Cái này đặc sản Long An được mang tới Trà Vinh. Đặc sản Bến Tre cũng lên trình bày trên này đây. Đặc sản ở Tiền Giang được ra trình bày đây. Đây là đặc sản từ Cần Thơ. Cũng được tối quá.
bản ở Sóc Trăng cũng được trưng bày ở đây. Đây là những món ăn đến từ Sóc Trăng. Quay ngang luôn hả? Quay ngang hả? Rồi, ok. Ăn luôn.